Người dân người ta đâu có dám dân chủ, người ta đâu có dám chống chống cộng gì đâu, người ta chỉ mơ ước được đi bầu cử tự do thôi mà. Người ta mơ ước được sống lại những ngày bầu cử như năm 67, như năm 72. Các anh chị biết những em học sinh đi đi phát những cái tờ tờ rơi á, tuyên truyền á, đi bầu là quyền lợi của công dân. Rồi á, đi bầu quốc hội là xây dựng và bảo vệ đất nước và bảo vệ quốc gia. Họ đi phát vậy đó. Rồi á, những em học sinh hoặc là sinh viên lớn hơn á, ôm cái thùng phiếu bự vậy nè, cái thùng vận động tranh cử thôi. Rồi á, mặc những cái áo dài rất là đẹp, rồi căng những cái băng rôn vậy nè, đi vận động bầu cho đảng này, bầu cho đảng kia. Rồi á, có nhóm thì họ tổ chức đi thuyết trình. Tụi tôi là đảng A, tụi tôi gồm có những nhân vật như vậy. Cái sách lược của tụi tôi là ABCD. Đất nước chúng ta đang gặp vấn đề EFGH thì chúng tôi sẽ giải quyết nó bằng cái giải pháp XYZ, dân dân. Thì người dân người ta đứng người ta nghe vậy đó. Thì các anh chị thấy cái không khí chính trị đó nó sinh hoạt ở khắp tất cả các thành phố ở trên mấy chục tỉnh thành của Việt Nam Cộng hòa chúng ta. Thì người dân cho dù đạp xích lô ba gác, cho dù bán dây chai lông vịt, hay là bán chè, bán cháo, bán giò cháo quẩy, hay bán bánh mì, nhưng mà người ta đi đi lại, người ta thấy những cái tờ bướm, thấy những cái upfit, thấy những cái đòn tuyên truyền đó, rồi người ta thấy những cái buổi diễn thuyết, làm cho ta đứng lại ta nghe, bán vé số cũng nghe được gì, thì người ta sẽ hiểu à, cái ông này ông nói đúng nè, cái ông này nói có lý, hoặc là đã, tao khoái cái vụ này, tao khoái chuyện này, tao sẽ bầu cho chuyện này. Thì nó sẽ tạo nên cái một cái không khí chính trị, là cái người mà nhận thức thấp nhất trong xã hội người ta cũng biết chọn cái thứ mà người ta hợp với mình, chọn cái xu hướng chính trị hợp với mình, chọn cái đảng phái mà làm cho tao khoái, người ta bầu đó. Thì các anh chị thấy cái môi trường đó nó sẽ tạo cho người dân họ thực hành dân chủ. Thực hành dân chủ là gì? Họ dùng lá phiếu đi, họ chọn những người đứng đầu quốc hội, từ cái quốc hội nó sẽ bầu ra người lãnh đạo quốc gia. Thì chính cái môi trường Việt Nam Cộng hòa, cái môi trường chính trị đa nguyên của Việt Nam Cộng hòa, nó làm cho 20 năm chiến tranh liên miên đó, nhưng Việt Nam Cộng hòa chúng ta vẫn là một thế lực của Đông Nam Á. Còn bây giờ các anh chị thấy lịch sử nó chứng minh rồi, 46 năm chúng ta không có chiến tranh. Tự nhiên cộng mở miệng ra cái đất nước chúng ta mới trải qua thời chiến. Nhiều khi tôi nghe cái luận điệu tôi hay quay lại hỏi lại, mới là bao lâu? Cái đó mới là nửa thế kỷ rồi. Nửa thế kỷ mà mới mẹ gì, nửa thế kỷ là cả cuộc đời người ta rồi. Mới gì mà mới, phải hàng ngày hôm qua là mới. Còn xin lỗi, bây giờ tụi mày lột áo xuống đi, ngày sau để cho người quốc gia người ta về, đất nước Việt Nam hoàn toàn thay đổi ngay lập tức. Một ngày 24 tiếng mà không cần 46 năm, ngay lập tức. Là bởi vì người ta trả lại cái tự do cho người dân, là trí tuệ của người dân ngay lập tức ùn ùn xây dựng quốc gia, người ta dồn về liền. Còn bây giờ mày bóp nghẹt trí tuệ người dân, trí tuệ của cộng sản như trí tuệ con khỉ gì đó, thì đất nước không có phát triển được. Các anh chị thấy Việt Nam Cộng hòa trở lại thì cái đời sống chính trị bình dân nhất người dân cũng làm được, cũng sinh hoạt được, họ cũng tham gia được, nó sẽ quay trở lại. Mà một đất nước mà người bình dân nhất cũng tham gia vào công việc chính trị được thì đất nước đó là một đất nước cường thịnh. Còn cái đất nước mà cái người dân, mà ngay cả những trí thức, ngay cả những người có tầm nhìn, có viễn kiến, tạm gọi là tinh anh của cái thế hệ của các anh chị, cái thế hệ nó ngắn lắm, chỉ có 30 năm thôi. Trong 30 năm nó có một số người là tinh anh thôi, mà cả những tinh anh đó họ sống không nổi, họ chịu không nổi, họ không thể nào tham gia vào cái bộ máy chính trị đó. Thì đó là một cái đất nước diệt vong, một cái dân tộc đứng trên bờ vực của diệt vong. Tại vì các anh chị biết, con gì nó cũng phải đấu tranh sinh tồn, thì con người cũng vậy. Các quốc gia nó nuốt lẫn nhau, các dân tộc lớn nó nuốt các dân tộc nhỏ, những dân tộc tinh anh tiến bộ nó lớn lên mà nó hung hăng á, thì nó sẽ tiêu diệt những dân tộc nhỏ. Loài người tới bây giờ nó vẫn chưa có vượt qua được cái đó, ở cái bộ phận mà nó có những cái dân tộc lớn mà nó mang gì mà chúng ta sống gần nó, chúng ta biết tao đó. Thì khi tinh anh của những dân tộc nhỏ như dân Việt chúng ta mà không được lãnh đạo đất nước thì dân tộc chúng ta sẽ diệt vong. Thành ra Việt Nam Cộng hòa quay trở lại, nó là hiệu lệnh thiêng liêng của tổ tiên tiền nhân suốt gần 6 thế kỷ chúng ta, ông bà chúng ta lập quốc. Và nếu như các anh chị không hiểu được điều đó, các anh chị đi chống nó, vô tình thôi chống nó, cứ nói nhải nhải trong miệng, nói cái điều mình không biết, là cái gì đó rất là tệ, mà cứ nói hoài, nó rất tệ. Nói là Việt Nam Cộng hòa trở lại là làm lợi cho Nam Cộng, Việt Nam Cộng hòa trở lại làm lợi cho mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam, thì thực chất là quý vị đang tiếp tay cho tụi Việt Cộng và Trung Cộng đày đọa đất nước chúng ta, biến đất nước chúng ta thành nô lệ cho tụi Trung Cộng mà thôi. Thì đó là cái điều mà tôi muốn gửi gắm tới những vị nào mà còn một chút suy nghĩ kiểu như vậy. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Huy rất là nhiều.